Lời biện hộ giận người của Hot Girl Đà Lạt lấy mạng chồng hờ dưới dinh nhà nghỉ với hai bạn trai. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Thưa quý vị, mặc dù không phải là hot girl đình đám trên mạng xã hội, nhưng Thiên Vân sinh năm 1999 là cô gái mới lớn với ngoại hình ưa nhìn, khéo ăn nói, cô luôn thu hút được ánh mắt săn tìm của những người khác giới, nhất là các chàng trai trẻ tuổi có được thiên phú đó. Ngân đã lao vào cuộc chơi thâu đêm suốt sáng để thỏa mãn sung sướng cho bản thân mình và chuyện gì rồi cũng xảy đến khi bị chồng hờ phát hiện bắt cá hai tay, à ngay lập tức lấy mạng người tình trong lúc cự cãi gây án xong Hot Girl này coi như không có gì xảy ra và lại tay trong tay với người đàn ông khác. Mối tình siêu tốc của cô Hot Girl sinh năm 1999 nhìn gương mặt non trẻ này của thiếu nữ sinh năm 1999 chẳng ai có thể ngờ được đây lại chính là hung thủ của vụ án mạng kinh hoàng gây rúng động thành phố Đà Lạt năm nào. Văn Kiều Thiên Ngân thuở nhỏ còn được mọi người đánh giá là cô bé ngoan ngoãn hiền lành, chăm chỉ học tập và biết nghe lời cha mẹ, thầy cô. Tuy nhiên lớn lên, khi nhan sắc tới thời kỳ nở hoa, có nhiều chàng trai theo đuổi, săn đón, thì cô gái này nhanh chóng xa vào những cám dỗ tầm thường. Công việc học hành của Văn Kiều Thiên Ngân xa sút hẳn, không theo nổi chương trình nên đang học phổ thông thì cô gái này bỏ giờ việc học hành. Hot Girl Đà Lạt sống lêu lỏng, không công ăn việc làm ổn định thường xuyên tụ tập chơi bời với nhóm bạn bè cùng trang lứa, được người dân địa phương nhận xét là không mấy ngoan hiền. Làn da trắng ngần của cô gái Đà Lạt mới lớn nhanh chóng xuất hiện những hình thù xăm trổ loang lổ. Cách đây khoảng 2 tháng, mặc dù đã có người yêu nhưng thông qua mạng xã hội, Văn Kiều Thiên Ngân vẫn kết bạn làm quen với anh Nguyễn Thế Quang 23 tuổi, người trú tại huyện Di Linh, Lâm Đồng, thuê nhà trọ tại phường 2 thành phố Đà Lạt để đi làm sau những tin nhắn chớp nhoáng chan chứa tình ái qua mạng hai người quyết định hẹn gặp nhau xem mặt tại một quán cà phê. Hẹn hò được vài hôm cả hai chóng vánh trở thành người yêu với những lời thề hẹn sống chết có nhau. Trong thời gian này họ thường dùng những từ chồng chồng vợ vợ để thể hiện tình cảm yêu đương cho nhau. Tuy nhiên trong khoảng thời gian làm vợ của anh Nguyễn Thế Quang, Văn Kiều Thiên Ngân vẫn dành tình cảm cho một người bạn trai khác tên Long cũng ngụ tại Đà Lạt. Thỉnh thoảng vào những thời điểm anh Quang mải mê với công việc hoặc đi làm vắng nhà thì Ngân giấu Quang lén hẹn hò với Long. Chính vì vậy khi anh Nguyễn Thế Quang đưa chiếc điện thoại cảm ứng thông minh của mình cho hot girl Văn Kiều Thiên Ngân sử dụng thì Ngân đã dùng chính chiếc điện thoại này để gọi điện, nhắn tin nhiều thông tin có nội dung mùi mẫn với bạn trai lòng. Điều không may mắn cho hot girl Văn Kiều Thiên Ngân là khi trả lại chiếc điện thoại cho anh Nguyễn Thế Quang, Thiên Ngân đã quên xóa những dòng tin nhắn mùi mẫn kia. Kiểm tra hộp thư tin nhắn đến và đi, anh Quang đọc được những dòng tình ái nam nữ quyến luyến thì lập tức nổi máu ghen chửi mắng hot girl thiên ngân là cô gái gian dối trong tình cảm chuyên bắt cá hai tay lừa gạt anh thiên ngân ra sức giải thích rằng do điện thoại bị hỏng nên đã nhờ người bạn tên long đem đi sửa hoàn toàn không hề hay biết những dòng tin nhắn sặc mùi tình ái này là của ai cô gái nói với anh quang là có thể do long trong lúc cầm điện thoại đi sửa giúp cô đã dùng điện thoại này để nhắn tin cho người con gái khác từ đó hai bên phát sinh mâu thuẫn liên tục cãi vã chửi mắng đánh nhau tan tành tình nghĩa vợ vợ chồng chồng chớp nhoáng của tuổi mới lớn lấy mạng người yêu thuê phòng nghỉ với hai bạn trai. Sáng ngày 12 tháng 10, Văn Kiều Thiên Ngân và anh Nguyễn Thế Quang tiếp tục phát sinh mâu thuẫn gay gắt về nội dung những tin nhắn tình ái trên. Để kiểm tra tính trung thực của người yêu, anh Nguyễn Thế Quang yêu cầu Văn Kiều Thiên Ngân phải đưa mình tới nhà bạn trai tên Long để hỏi rõ, làm sáng tỏ mọi chuyện. Tối cùng ngày trước khi Văn Kiều Thiên Ngân đưa anh Quang tới nhà Long để đối chất, hot girl này đã sủ sẵn một con dao nhọn giấu trong người với mục đích sẽ cho Quang một bài học nếu còn dám hung hăng lớn tiếng tại nhà Long, các bên không những không giải quyết làm sáng tỏ được những dòng tin nhắn mùi mẫn có trong chiếc điện thoại của anh Quang cho ngân mượn là do ai thực hiện mà còn khiến cho mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, tranh cãi mà sát nhau nặng nề hơn. Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 12 tháng 10 sau khi rời khỏi nhà Long, trên đường về nhà, ngân và Quang tiếp tục đôi co về chuyện tình ái, khi tới gần nhà Văn Kiều Thiên Ngân ở hẻm 41 đường An Dương Vương, phường 2 thành phố Đà Lạt hai người dừng lại tiếp tục lớn tiếng quy kết lẫn nhau trong lúc không giữ được bình tĩnh và đã có sự chuẩn bị từ trước hot girl văn kiều thiên nhân rút hung khí trong người ra hướng về phía anh nguyễn thế quang nạn nhân lúc này đang ngồi trên xe gắn máy bị tác động bất ngờ không kịp né tránh nên đã bị người từng đầu ấp tay gối lấy mạng ngã lăn ra đường hạ gục người yêu hot girl thiên ngân ném con dao tại hiện trường gọi điện cho bạn trai tên long và bình thông báo đã dạy cho nó tức anh quang một bài học rồi về phần anh Nguyễn Thế Quang, một người dân địa phương đi đường phát hiện đang nằm bất động nên đã truy hô mọi người tới ứng cứu. Nạn nhân nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng bị trọng thương, mất máu nhiều, mặc dù đã được các bác sĩ tìm mọi cách cứu chữa, nhưng do đất động mạch chủ nên anh Nguyễn Thế Quang đã tử vong tại bệnh viện. Nhận được thông tin, công an thành phố Đà Lạt đã nhanh chóng phối hợp với phòng hành sát hình sự công an tỉnh Lâm Đồng, khẩn trương vào cuộc truy xét khoanh vùng các đối tượng tình nghi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ ngay trong đêm, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm của vụ án chính là hot girl Văn Kiều Thiên Ngân. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới gia đình của hot girl này tại đường An Dương Vương, thành phố Đà Lạt để thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp, thì người nhà nghi phạm cho biết từ tối 12 tháng 10 Văn Kiều Thiên Ngân không về nhà. Tất cả các thành viên trong gia đình đều không ai biết Thiên Ngân bỏ đi đâu. Xác định khi sát hại người yêu, Thiên Ngân đã bỏ trốn nhưng chưa đi đâu xa. Có thể chỉ đang lẩn trốn loanh quanh tại Đà Lạt cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục lần theo những mối quan hệ bạn bè của Hot Girl Văn Kiều Thiên Ngân để truy tìm nơi ẩn náu của nghi phạm. Đáng chú ý vào thời điểm này, hai người bạn trai của Hot Girl này là Long và Bình cũng đã rời khỏi nhà từ đêm 12 tháng 10, đi đâu không ai hay biết. Lực lượng phá án nhận định rất có thể cả ba đối tượng trên đều có liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Thế Quang và đã cùng nhau bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều 13 tháng 10, tức là chỉ 16 giờ sau khi anh Nguyễn Thế Quang bị sát hại, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được địa điểm cả ba đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng nghỉ ở đà lạt cả ba đối tượng này nhanh chóng bị lực lượng phá án bắt giữ tại hiện trường lực lượng chức năng cũng đã thu giữ một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá làm việc với cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng hot girl văn kiều thiên ngân đã thừa nhận hành vi nhưng là chỉ do sơ xuất chứ không cố ý sát hại nạn nhân sau khi đâm gục anh quang trước con hẻm dẫn vào nhà mình hot girl ném dao hả hê vì xả được cơn giận suốt mấy ngày qua đồng thời gọi điện thông báo cho hai bạn trai tên Long và Bình, rồi cùng rủ nhau đi thuê một phòng nghỉ thản nhiên nổi loạn qua đêm. Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Văn Kiều Thiên Ngân mức án 10 năm tù và Trần Hoàng Bảo Long 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, tất cả hành vi gây tổn hại đến sức khỏe tính mạng người khác đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhiều người trẻ chưa hình dung được những bản án nghiêm khắc đang chờ đợi phía trước. Theo luật sư Cường, không ít trường hợp các bạn trẻ thiếu sự quan tâm giáo dục của cha mẹ, bị ảnh hưởng bởi phim ảnh bạo lực trên mạng internet hoặc sống trong môi trường bạo lực, vì thế nhân cách bị lệch lạc, bị tác động bởi môi trường xã hội thiếu lành mạnh, tư duy nhận thức không đầy đủ dẫn đến trở thành con người ích kỷ, thiếu lòng nhân ái để cao giá trị bản thân xem nhẹ quyền lợi của người khác thiên ngân có tuổi thơ bất hạnh thiếu sự dạy dỗ của giáo dục của gia đình nên đã dẫn đến hậu quả đau lòng tuy nhiên không vì thế mà đổ lỗi cho số phận được mỗi người phải học cách sống tích cực tự điều chỉnh hành vi của chính mình để vượt qua những áp lực tình yêu chỉ mang điều thiện sự tốt lành chứ không dung chứa cái ác thói xấu xa hành vi cướp đi sinh mạng hoặc gây thương tích cho người khác bất cứ vì lý do gì cũng sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh bạn muốn pkt làm về tiểu sử giang hồ tử tù hay người nổi tiếng nào cùng để lại dưới phần bình luận cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên pkt